nó rất là cảm giác mình you know kiểu vậy đó. Ở đây có một chú nhím mà nãy mới vô hết hồn, tưởng đâu là chú nhím thật mà đây là xuống á, tức là các bạn tiếp cân nó sẽ không có đi vô ở phần tiếp cân. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu nha mọi người, cả nhà ơi lên lầu nào. Té. Xin chào cả nhà, bây giờ là mình vừa mới check out khỏi khách sạn, bây giờ là 5:30 sáng, thôi buồn ngủ quá. Mình chuẩn bị đi ra sân bay, đi ra Côn Đảo, mọi người đi với mình nha. Thì trên xe có setup rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Hồ hành ngay nè. Đây là cái gì ta? Kèo đậu phộng. Còn đây là chai nước. Rất là dễ thương phải không nè. Từ sân bay Côn Đảo để về tới Phúc Khang thì là khoảng 15-20 phút. Check-in đã sách sen xong thì đây đầu tiên là sẽ được chào mừng. Và cái hạt này nãy kêu tên là gì em quên nữa. Cái hạt này là cái hạt đặc trưng của Côn Đảo, ăn thì rất là giống ông mình. Quên cái tên này, lát nữa lòng cái tiếng vô lòng cái tên. Sau đó mình có gừng và nước mật ong. Quá đẹp mọi người ơi. Trời cũng không có nắng lắm, có rất là nhiều mây thì nó cũng đỡ nóng một chút xíu. Không biết lát nữa chụp hình lên đẹp hay không thôi. Bây giờ thì mình đang chờ phòng. Khu vực sảnh chính của tụi em luôn là từ nhà hàng, quầy bar hay là kids club là đều tập trung ở đây hết. Đây là còn cái villa mà mình ở sẽ ở tách biệt nên là cái riêng tư rất là thích. Cả nhà thân mến, hiện tại thì Nẹt đang ngồi enjoy cái view này, đang uống cà phê để mà chờ phòng. Tại vì bây giờ cũng mới có 10 giờ thôi, tại vì Nẹt book cái máy bay, chuyến bay rất là sớm, tại vì hết vé rồi. Thì bây giờ ngồi chờ tới khoảng 12 giờ, thực ra đúng là cỡ khoảng 2 giờ chiều thì mới có phòng. Mà lát nữa chắc có phòng sớm, cỡ 12 giờ là có phòng rồi. Lý do của chuyến nghỉ dưỡng tại Six Sense lần này thực ra là một cái món quà sinh nhật rất là sớm của chị bạn của Nẹt, chị Trang. Sinh nhật tôi tới tháng 9 nữa mà chị Trang đã mua món quà rất to bự khổng lồ này. Mới có tháng 4 thôi là nó tặng trước rồi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Thực ra đây là lần đầu tiên Nẹt đi nghỉ dưỡng tại một cái khu resort đẳng cấp và luxury như thế này. Từ xưa tới giờ chưa có bao giờ đi hết á. Đây là lần đầu tiên luôn. Thì
Các bạn cũng thấy từ đầu video tới bây giờ cái service của Six Sense nó cực kỳ đẳng cấp, đỉnh của đỉnh luôn. Từ cái service mà đi pick up ở sân bay sẽ tới trong chiếc xe và tới đây các bạn nhân viên đứng chào thì nó rất là cảm giác mình you know kiểu vậy đó. Rồi nha, tí nữa, bây giờ là vẫn còn đang chờ phòng nha, vẫn chưa thấy cái phòng và cái view phòng như thế nào nha. Một xíu nữa mà vô cái phòng mà check in xong mà thấy cái view nữa thì chắc xỉu up xỉu down. Mình, mọi người nói là mình tại sao đi Côn Đảo mà ở tới 4 ngày dữ vậy, chán hay không? Mình nghĩ theo cái cảnh này là chắc chắn không chán đâu. Đẹp quá mọi người ơi. Còn đây là chị Trang. Đây là chị Trang mà mình nói ở đầu clip. Nãy mình nói ở đầu clip đó. Đó là người chị tài trợ cho chuyến đi lần này. cho hai đứa em. Oh my god. Ok. Cả nhà hôm nay sẽ mời tất cả mọi người xem cái ngôi nhà của Nẹt trong 3 ngày tới nha. Trước hết thì chúng ta hãy nhìn cái view biển này xem đi nè. Đây là cái dãy nhà, cái dãy villa này là cái dãy gần biển, hướng ra biển. Thì nhưng mà Nẹt may mắn là được ở một cái villa ở phía trên, thì nhìn ra thì cái view nó sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều. Rất là may mắn. Trước hết chúng ta sẽ có hai chiếc xe đạp để chạy vòng quanh biển nè. Và ở đây có một cái này cũng Nẹt thấy cũng rất là vui và thú vị. Đây là cái hình mặt. Và khi là nếu mà mình đóng cái này xuống á, tức là cái bạn tiếp tân á sẽ không có đi vô, không phải tiếp tân. Các bạn phục vụ sẽ không có đi vô trong, giống như là cái bảng close. Còn mình mở mắt lên thì giống như welcome tất cả mọi người để vào nhà mình. Bây giờ thì đi theo Nẹt nha. Chúng ta sẽ coi ngôi nhà đẹp như thế nào. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi ra biển sao. Rồi đất ơi mọi người nhìn đi, nhìn đi. Tan tan tan. Có một cái hồ bơi riêng ha. Quá trời quá sức đẹp. Six Sense thì ở đây cái kiến trúc của Nẹt cũng rất là thích. Nó vừa hiện đại mà nó vừa cổ điển, nó rất là gần gũi với thiên nhiên. Thì mọi người nhìn từ lúc mới vào tới bây giờ thì tất cả cái kiến trúc của nó đều làm bằng gỗ hết. Rất là đẹp. Đây bước vô đi, bước vào. Ở đây có một chú nhím. Mình nãy mới vô hết hồn, tưởng đâu là chú nhím thật. Mà đây là mình đi cát á, thì mình cho cái chân mình lên như này nè, là cho nó sạch sẽ. Đầu tiên sẽ là tầng trệt. Tầng trệt là gì? Là nguyên một cái phòng tắm quá trời xuất sắc mọi người ơi. Nguyên một cái bồn tắm quá trời bự luôn. Bên đây thì mình có sofa ngồi hướng ra biển. Cái view biển thì quá sức đẹp. Còn cái setup này nhìn thôi, một phút
đứng nhìn thôi cũng đã cảm thấy mình rất là hòa với thiên nhiên. Đây, 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 đây. Tiếp theo ha, ngay cả cái này là cái chỗ bán đồ đó thì cũng làm rất là đẹp. Đấy, từng chi tiết nhỏ, cái gì cũng rất là đẹp. Còn đây là cái phòng toilet. Đấy, trong toilet cũng có cái gì rất là dễ thương. Đấy, hồi nãy có bà thằng lằn, bà chua da, tôi hết hồn giật mình mọi người ạ. Còn đây là gì? Là chỗ tắm lộ thiên. Đây, tha hồ mà tắm lộ thiên, tất cả có dầu gội đồ gì nọ đủ thứ hết. Đấy, xuất sắc chưa, xuất sắc chưa? Hòa mình với thiên nhiên. Bây giờ mình đi lên lầu nha. Bây giờ lên lầu, bây giờ mình sẽ đi lên lầu nha mọi người. Cả nhà ơi, lên lầu nào. Té. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì ra ra đây. Đây 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 đây. Quá sức tưởng tượng, quá trời đẹp. Nhìn cái view đi mọi người. Nhìn cái view đi. Hiện tại thì 2-3 bữa nay á thì ở Côn Đảo nó có mây và nó có gió. Hôm nay mình cũng may mắn là nó có một chút nắng cho nên mình thấy được biển rất là xanh. Ngày mai á, thì mình sẽ nhìn qua phía bên kia, mình sẽ coi được bình minh. Còn hoàng hôn thì mình không coi được thì tại vì cái đó nó che rồi. Cái núi đã che rồi. Rồi bây giờ vô tiếp nha. Đó, vậy tưởng tượng đi, tối nay mình tắt hết đèn và mình sẽ ngắm sao. Có mây cũng vẫn ngắm được sao. Các bạn giữ phòng nói vậy đó, mình cũng không biết là ngắm được sao không, tối nay thì biết. Rồi ha, đây là dĩa trái cây. Quá trời không, dĩa trái cây và một cái lá thư của manager Sixth Sense để cho tụi mình. Rất là xinh, có chú chuồn chuồn nhỏ nhỏ nữa nè. Đó, tuổi thơ ùa về các bạn xem nè. Đó, có ai nhớ cái này ở tuổi thơ không? Rồi, cái giường. Còn bên này thì mình sẽ có cái mini bar. Mini bar thì mình đương nhiên sẽ có cà phê, có rượu, ly tách, nhiều tách trà hơn nữa, ly rượu nữa nè. Còn ở đây là các loại hạt, và đặc biệt là cái hạt hồi nãy mình thử lúc mà mình vừa tới đó là cái hạt vàng Côn Đảo, Côn Đảo Nuts đó. Ngay đây thì là giống như một cái bàn làm việc. Nó resort sẽ để cho mình những cái activities nè để mình có tham gia. Nếu mình muốn tham gia cái nào thì mình sẽ đánh dấu vào ở trong đó. Ví dụ như có leo núi nè, trò chuyện bảo tồn về rùa biển nè, mình rất là thích cái này. Thì ở Sixth Sense đó, nó có một cái gọi là bảo tồn rùa biển nữa mọi người. Thì tới mùa, giống như mùa này là mùa giao phối của rùa, sau đó rùa sẽ đẻ. Và nếu mà đi đúng mùa vào khoảng 2 tháng nữa thì mình có thể coi được những chú rùa con nở ra và đi ra biển. Thì nè rất là thích, đương nhiên nè rất là thích yêu động vật rồi, rất là muốn tham gia cái trò đó. Thì chắc chắn ngày mai mình sẽ đi trò chuyện để về bảo tồn rùa biển, chứ leo núi mệt mỏi lắm, không muốn đi. Đây là bàn cờ. Phải bàn cờ không ta? Tại vì nè thì nè không biết chơi cờ đó, bạn này không biết bàn cờ, chắc là ngày là bàn cờ đó. Còn đây là cái toilet của lầu 2. Ủa, của lầu 1 chứ. Tức là cái phòng có hai cái toilet, toilet ở đây và toilet ở dưới. Đó, nhìn cái toilet cũng xuất sắc, là muốn ngồi ở đây luôn rồi đó mọi người. Không, giấy thôi là cũng là nhìn là xuất sắc rồi. Không biết lát nữa đang đi toilet có bà thằng lằn rớt xuống là tôi chết.
Xin chào cả nhà. Hôm nay trời hơi gió và bây giờ mình chuẩn bị lên xe đi ra ăn sáng. Set outfit hôm nay của Nẹt mặc là đến từ Sipro. Hôm qua outfit là từ Dior, hôm nay là Sipro. Mỗi ngày một kiểu. Đây là đường đi xuống nhà hàng để ăn sáng. Khung cảnh quá thơ mộng và quá đẹp luôn. Bên này là hình như đánh cóc, phải không? Bên kia là chỗ chiếu phim. Hướng này thì mình sẽ đi xuống hồ bơi lớn, hồ bơi chính của Six Sense. Mà ở đây là bãi biển. Hôm qua tới nay thì mình cũng chưa tới biển. Hôm nay thì trời cũng có gió. Wow. Ở phía bên kia sẽ là nhà hàng ăn sáng của mình. Quá trời rau luôn. Rau này hiện giờ ở resort trồng luôn.
Hôm nay là đêm cuối ở Six Sense rồi là mọi người ơi. Thì cái cảm giác lúc mà bước về phòng á, nó rất là xúc động, thật sự là xúc động. Và khi mà mình bước vào á là cái phòng đã được clean. Cái chuyện clean phòng thì nó rất là bình thường ở các resort và cũng như các hotel và mọi người. Nhưng ở Six Sense này thì clean phòng 2 ngày một lần, ủa? 2 lần một ngày, bữa trưa và bữa tối. Bữa tối có là khoảng 6 giờ lúc mà mình đi ăn tối đó. Thì hôm nay giống như là clean là thực sự rất là mình rất là ngạc nhiên về cái sự clean của họ. Lúc mà mình đi á, mà hôm nay là mình quay vlog và mình make up rồi tùm lum tán lạng hết luôn. Thì khi mà vòng về tất cả mọi thứ đều đã được ngăn nắp từ cây son luôn mọi người ạ. Thấy không? Thì set up lại cái này giống như là tôi tự set up để tôi chụp hình Instagram vậy đó. Và cái điều đặc biệt nữa là mọi người đi theo Nẹt nè. Lên lầu 2 mình sẽ thấy một cái điều cực kỳ đặc biệt. Hỏi vậy giờ làm sao mà chúng ta không quay lại một lần nữa hả mọi người? Sẵn sàng chưa? Đây, quần áo mọi thứ đều đã được xếp lại gọn gàng. Và đây, dễ thương chưa? Hope to see you again soon. Đó, bạn nào mà ở nhất nhiều resort rồi mọi người cứ trả lời cho mình đi là có ai làm những cái detail, những cái chuyện nhỏ nhắn như vậy so với Six Sense sao, đúng là đỉnh của đỉnh. Và ở đây là một lá thư. Xin chào, cảm ơn anh Marky và Kenneth đã đến ở nghỉ dưỡng tại Six Sense của Côn Đảo. Mong hai anh đã có thời gian tuyệt vời tại hòn đảo xinh đẹp này. Resort có món quà nhỏ tặng cho hai anh ở trong tủ lạnh. Chúc anh có một buổi tối ấm áp. Em Trang. Món quà gì đây? Oh, dessert mọi người ơi. Xinh không? Quá là xuất sắc. Tối nay khỏi ngủ rồi mọi người ơi. Bye, mai gặp nha. Good night. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây. Hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng, mình đang trên đường đi ra ăn sáng. Buồn quá mọi người ơi, sắp phải về rồi. Không có muốn về đâu. Con đường đi đến cái nhà hàng ăn sáng rất là xinh đẹp. Mọi người xem nè, bên đó là nhà hàng để ăn sáng nha. Hoặc vòng lại bên đây có cái view nè. Quá trời xuất sắc. Chưa có đi dạo biển, một lát ăn sáng xong đi dạo biển một vòng rồi mình sẽ về. Đây là khu vực được yêu thích nhất của Nẹt mà buổi sáng. Bình thường thì Nẹt rất là không có thích ăn bánh ngọt. Mà ở đây bánh ngọt làm rất là ngon. Rất là thơm, rất là giòn và nó thay đổi mỗi ngày luôn. Cái cây đọc bị xì đá không? Nhìn xuất sắc không? Buổi sáng thì thường mình ăn đó là đi thoát xương mình ăn chút xíu à cái này được rồi. Nhưng thực tế là đấy rất là nhiều. Buổi sáng này được ăn bao nhiêu đó đấy chứ không phải sống ảo đâu mà ăn hơi hơi chút chút ăn như đây thì không có nha.
đồ uống, bởi vì cái máy bay khi mà các cánh ở quần đảo nó hay bị rung lắc, nên tụi em hay cho thêm chữ thường ở đây và cân nặng là mình dùng nước ép bưởi rừng, nó sẽ hơi cay cay. Nước ép bưởi. Đây là nước chia tay. Đúng rồi, cũng chỉ biết đấy. Chào tất cả các bạn. Hiện tại thì hai đứa mình đã vừa đáp xuống sân bay nội địa của Tân Sơn Nhất và lịch trình tiếp theo là mình sẽ về khách sạn check-in nè, sau đó mình sẽ đi lấy giày và đến ship đồ thử đồ lại một lần nữa cho event tối nay, và sau đó là để đi make up và đến event. Đến đây thì cũng đã dừng lại video của Côn Đảo và xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp nè của vlog tiếp theo, đó là vlog mình đi event của The Next Gentleman nha. Xin chào, bye bye.